Chào các bạn đến với mục vụ cầu nguyện giải cứu chữa lành và làm chứng Chúa giải cứu làm phép lạ trên đời sống mình. Sứ điệp của người anh em chúng ta nói hôm nay phải không ạ? Hãy tỉnh thức và ăn năn đi. Hãy tỉnh thức và ăn năn đi. Hãy tỉnh thức và ăn năn đi. Anh chị em cần thưa với Chúa. Anh chị em cần nghĩ về sâu sắc trong tâm hồn của mình. Chúa ơi, con đã sống biết bao nhiêu năm không biết Chúa là ai. Con không thờ phượng Ngài. Con cũng không rõ rằng Ngài đã làm gì cho con. Cuộc đời con quá lầm lạc Chúa ơi. Con lầm lạc trong tội lỗi gian dối, dối trá, nói hành, nói xấu. Con lầm lạc trong bệnh tật, trong nhiều điều của cuộc đời đau khổ mà con đang có trên đất này. Chúa Giê-xu ơi, hôm nay con quyết định ăn năn. Đây là thời giờ để anh em nghĩ về cuộc đời mình và hãy nói ra miệng. Nói ra miệng, đừng nhìn tôi. Hãy tất cả các anh chị đứng phía trước nhắm mắt lại và nói ra miệng. Chúa Giê-xu ơi, con quyết định ăn năn. Con quyết định ăn năn. Con quyết định dâng đời sống tuổi trẻ, những năm tháng còn lại của con cho Ngài. Chúa Giê-xu hãy thương xót con. Nói đi anh chị, nói đi. Và anh em ở dưới hãy khiêm lòng cầu nguyện cho những anh chị em đang đứng trước này. Những linh hồn quý hơn cả thế gian. Một linh hồn quý hơn cả thế gian. Thương bạn chị em, chúng ta cần cầu nguyện cho anh chị em mình. Ô hãy ăn năn nào. Mỗi một người đứng phía trước. Mỗi một người đứng phía trước. Mỗi một người đứng phía trước. Hãy thưa với Chúa. Chúa ơi, con cần. Con cần Chúa Giê-xu. Con cần Ngài tha thứ cho con. Con cần Ngài tha thứ cho con. Chúng ta hãy nói điều đó một cách chân thành. Tôi nhớ có một lời bài hát. Một bài hát cực kỳ quan trọng trong giây phút này. Bài hát đó có thể khiến cho tấm lòng chúng ta mở ra và chúng ta thành khẩn trước mặt Chúa. Tôi đang dành thời giờ cho anh em đó, cho chị em đó. Thời gian rất là quý, nhưng tôi biết đây là lúc anh chị em cầu nguyện. Tôi nói với anh chị em này, hãy quyết định tha thứ đi. Nếu lòng anh em còn giận, còn hờn, còn cay đắng một điều gì, hãy tha thứ đi. Nếu lòng anh em còn buồn, còn khổ một điều gì, hãy bỏ đi. Nếu lòng anh em còn chứa chấp một tội lỗi thầm kín nào, hãy nói với Chúa đi. Chúa ơi, con quyết định bỏ. Hãy tha thứ cho con Chúa. Nếu lòng anh em còn một điều gì đó, còn một điều gì đó mà nặng nề, hãy nói với Chúa đi. Chúa ơi, con quyết định vứt tất cả. Hôm nay con nắm lấy sự sống nơi Chúa Giê-xu. Hãy nói đi anh chị. Nói đi anh chị. Oh hallelujah. Oh hallelujah. Hallelujah. Cảm ơn Ngài. Hallelujah. 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 Anh xem nhớ cái bài hát mà đến với Chúa như một tội nhân. Có một cái bài hát đó. Cảm ơn. Giê-xu ơi, con chính là tội nhân. Đời con đã sống trong tội ô. Ngài lăng linh hồn mình. Chúa đã chết thế. Giờ con xin đến Chúa ơi, dần đến giờ đây. Giê-xu ơi, xin tiếp nhận anh em hãy hát theo. Hát theo. Hát theo. Sống trong tôi ô. Hát theo. Chúa đã chết thế. Giờ con xin đến Chúa ơi, xin tin.
hát theo. Người con được sống trong tôi xin tiếp nhận con. Bây giờ mọi người hãy cầu nguyện một lời cầu nguyện từ đáy tim của mình theo tôi nha. Hãy chân thành, hết sức chân thành và nghiêm túc giờ này. Chúa Giêsu ơi, hôm nay con tin rằng Ngài là cứu Chúa của thế gian. Ngài đã chết cho tội lỗi của con. Ngài đã sống lại để ban sự sống cho con. Chúa Giêsu ơi, con xin thành thật ăn năn tất cả mọi lỗi lầm trong cuộc đời lầm lạc của con. Ngay giờ này, con xin đến trước mặt Chúa để trình dâng mọi khổ đau, mọi tội lỗi, mọi bệnh tật, mọi nghèo thiếu, mọi tổn thương, mọi cay đắng, mọi đau buồn trong cuộc sống của con. Chào Chúa. Chúa Giêsu ơi, hãy tha thứ cho con. Hãy tha thứ cho con. Hãy tha thứ cho con. Và làm sạch lòng con giờ này bởi huyết của Chúa Giêsu, để con được nhận sự sống, sự sống mới từ nơi Ngài, để con có thể thoát khỏi hình phạt của hỏa ngục mà được ở với Ngài đời đời. Chúa Giêsu ơi, hãy ban Thánh Linh Ngài cho con, giúp con được tái sanh và nhận biết Ngài, được ở cùng Ngài, được học hỏi nơi Ngài, được lớn lên với Ngài, được phục vụ Ngài và nhận phần thưởng trong ngày cuối cùng. Chúa Giêsu ơi, con làm một quyết định cho linh hồn của con. Kể từ giây phút này, con thuộc về Chúa Giêsu. Mọi điều khác không quan trọng, mọi điều khác không có giá trị. Chúa Giêsu ơi, Ngài là trung tâm, Ngài là sự sống của linh hồn con. Hãy giải cứu con, hãy giải thoát con, để con được tự do sống cuộc đời cho Ngài. Con cảm ơn Chúa và con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu. Amen. Anh chị em hãy đứng yên, nhắm mắt mình lại, giơ tay ra phía trước, nhắm mắt mình lại. Tôi sẽ cầu nguyện cho anh chị em. Và khi tôi cầu nguyện cho anh chị em, thần của Đức Chúa Trời sẽ phù hộ anh chị em.
anh chị em sẽ không như cũ nữa. Anh chị em thật sự được tái sanh. Anh chị em thật sự được giải thoát, được tự do, được ban phước. Thánh Linh ơi, con biết Ngài đang ở đây. Và tình yêu của Ngài đối với con người là không thể tả được bằng giấy và mực. Những linh hồn quý giá đang đứng ở đây, Chúa ơi, trong danh của Ngài con cầu nguyện, hãy đổ thần linh của Ngài trên họ giờ này, để họ thật sự có sự sống, Chúa. Từng người một chạm họ, Chúa. Chạm từng người. Từng người đứng hàng trước, đứng hàng sau, Chúa. Chạm từng người. Từng người. Từng người. Từng người. Con thổi sự sống của Thánh Linh trên họ, Chúa. Từng người. Nhận. Từng người. Nhận. Từng người 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 nhận. Thần Linh sự sống, Chúa. Phía sau nữa, Chúa. Nhận từng người, Chúa. Phía sau nữa, Chúa. Thánh Linh sự sống của Ngài tuôn tràn. Chúa ơi, tuôn tràn họ. Ôi Chúa ơi, con muốn họ được tái sanh, Chúa à. Họ phải được chạm đến Thánh của Ngài, Thần Linh của Ngài. Họ không phải tin theo đạo hay tôn giáo, Chúa, mà họ có Chúa. Chúa ơi, họ có Ngài. Họ có Ngài. Buổi sáng hôm nay con cầu nguyện từng người, Thánh Linh giáng trên họ, Chúa ơi. Giáng trên họ, Chúa. Giáng trên họ, Chúa ơi. Con cảm ơn Ngài. Giáng trên họ, Chúa. Con tạ ơn Ngài. Từng người một, Chúa ơi. Con kêu huyết của Ngài phủ trên, phủ lên, phủ lên cuộc đời của họ từng người. Ở phía dưới nữa, Chúa. Phủ lên từng người. Huyết của Chúa phủ lên từng người. Trong danh của Giêsu quyền năng, Chúa ơi. Trong danh của Ngài. Trong danh của Ngài. Khi con chạm đến người nào, họ còn nghi ngờ sự tái sanh của mình, Thánh Linh ơi, hãy đến và tái sanh họ, Chúa ơi. Ô Thánh Linh ơi, đến tái sanh họ, Chúa. Ô, họ không thể nào mà không có sự sống đâu, Chúa ơi. Họ cần, họ cần Thánh Linh của Ngài. Chạm họ, Chúa ơi. Họ cần Thánh Linh của Ngài. Họ cần Thánh Linh của Ngài. Chúa ơi, từng người, con nói rằng Ngài đổ thần Ngài lên trên họ, Chúa. Và họ phải sống cho Ngài. Sống cho Ngài. Hôm nay con nói rằng Thánh Linh chạm vào từng người, tái sanh từng người. Con cảm ơn Ngài, Chúa. Cảm ơn Ngài. 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 Hãy để tôi cầu nguyện một lời cầu nguyện nữa cho anh chị em. Cha ơi, như sứ đồ Phao-lô đã cầu nguyện cho các môn đồ Ê-phi-sô, hôm nay những linh hồn quý giá này, họ đã quyết định dâng cho Ngài. Con công bố trước hội thánh và các thiên sứ rằng những linh hồn này thuộc về Chúa Giê-xu. Không một quyền lực nào có thể cướp những linh hồn này thuộc về Chúa Giê-xu. Con cầu nguyện để thần phù hộ họ. Con cầu nguyện để quyền lực thiên đàng gìn giữ họ. Con cầu nguyện để Thánh Linh đang ngự trong họ sẽ dẫn họ đến bến bờ sự sống. Kể từ hôm nay, họ không còn như cũ nữa. Kể từ hôm nay, họ sống cho Chúa Giê-xu. Kể từ hôm nay, họ không còn sợ hãi lo âu nữa. Kể từ hôm nay, họ có sự chắc chắn rằng họ có cõi sống ở trong linh của Ngài. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Một lần nữa con cùng với hội thánh, ôi chúc phước cho anh chị em con. Tôi xin thưa với anh chị em rằng sự ăn năn thu hút sự hiện diện của Đức Thánh Linh trên đời sống của mình. Sự ăn năn khiến cho Đức Chúa Giê-xu đến thăm viếng anh em một cách trực tiếp ở trong Thánh Linh của Ngài. Sự ăn năn thống hối và thái độ hạ mình đó khiến cho đời sống của mình có cơ hội được tự do lớn hơn bao giờ hết. Hội thánh ơi, hãy đến trước mặt Ngài. Tôi kêu gọi tất cả ông bà anh chị em, nam nữ lớn bé, nếu mình có những vấn đề giới hạn trong đời sống mình, hãy thưa với Chúa. Chúa ơi, con thành khẩn ăn năn. Hãy nói cụ thể những điều mình đang vướng víu anh chị em ha. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con đã không tha thứ cho người này. Con đã giữ sự cay đắng trong lòng. Con đã xúc phạm
chồng, vợ, con cái của con đã xúc phạm mục sư truyền đạo, anh chị em của con đã xúc phạm người này người kia, lòng của con bị trói buộc Chúa, xin Chúa giúp con thoát ra. Chúa ơi, con đã từng đi thờ cúng, con đã từng đi cầu hỏi tà thần, con đã từng đi lên đồng, lên bóng, cầu hỏi ma quỷ cho chuyện làm ăn của con, cho chuyện vợ chồng cưới xin của con cái con, cho chuyện gia đình, gia đạo của con. Đó là tội gớm ghiếc trước mặt Ngài. Xin Chúa tha thứ cho con vì sự ngu dại của con. Chúa, hãy ăn năn anh chị em, hãy nói rõ trước mặt Đức Chúa Trời những hành động của mình, dù là 10 năm trước, 20 năm trước. Nhưng Satan không bao giờ nó quên một chấm một nét nào những điều gì mà anh chị em làm ở trước mặt Đức Chúa Trời, ở trước mặt nó không có quên đâu anh chị em. Chúng ta phải ăn năn nào, ăn năn nào, hãy thưa với Chúa những điều đó nào. Tôi nói anh chị em, bệnh tật đến từ đâu nào, sự tối buộc đến từ đâu, sự giới hạn đến từ đâu, sự kìm hãm đến từ đâu, sự thất bại, đau buồn, khổ sở đến từ đâu. Tất cả qua một cái cửa duy nhất thôi, đó là tội lỗi thôi anh chị em, không có gì khác đâu. Hãy thưa với Chúa đi anh chị em, thưa với Chúa nào. Ô Chúa ơi, Chúa ơi, con biết khi dân sự Ngài hạ lòng ăn năn thì Ngài nói rằng nếu họ bỏ con đường tà thì Chúa trên trời sẽ dụ nghe, Chúa trên trời sẽ chữa lành đất này, Chúa trên trời sẽ phục hồi họ. Đây là lời hứa của Ngài. Chúa ơi, con cảm ơn Ngài. Ô hallelujah. Ô, sự ăn năn thu hút sự hiện diện của Đức Thánh Linh, sự ăn năn thu hút sự chú ý và lòng thương xót của Chúa Giêsu. Anh chị em ơi, tiếp tục nào, tiếp tục nào, tiếp tục nào. Tôi dành thời giờ cho anh chị em. Thậm chí anh chị em cần phải ăn năn cho tội lỗi của tổ phụ mình nữa anh chị em. Ăn năn cho cha cha mẹ của mình, ăn năn cho ông bà chú bác nội ngoại đôi bên nữa, vì họ đâu có biết Chúa đâu. Chúng ta cần ăn năn, đó là hành động cầu thay, ăn năn thay, xin lòng thương xót của Chúa thay, và Chúa sẽ thương xót gia đạo của mình, thương xót ông bà mình, cha mẹ mình, anh chị em mình, và Ngài thương xót đã cứu rỗi linh hồn mình giờ này, giải phóng mình khỏi bệnh tật giờ này, giải phóng mình khỏi những công cùm xiềng xích của tội lỗi giờ này. Tôi nói rằng hội thánh của Chúa hôm nay là hội thánh có cơ hội để được tẩy sạch nào, tẩy sạch nào. Đừng để quá khứ, đừng để một sự đau buồn nào, đừng để bất kỳ một điều gì cản trở anh em buổi sáng hôm nay. Tôi nói rằng hãy nói hết ra, nói hết ra. Anh em không hài lòng với chồng với vợ, hãy nói ra. Không hài lòng với cha mẹ chồng cha mẹ vợ, hãy nói ra. Không hài lòng với đồng nghiệp, hãy nói ra. Chúa ơi, tha thứ cho tấm lòng nhỏ nhen của con, tha thứ cho tấm lòng không giống Chúa của con, hãy tẩy sạch con bằng huyết Chúa. Nói đến cha em trong danh Giêsu quyền năng. Oh hallelujah, hallelujah, hallelujah. Chúa ơi, con đã từng tham lam, con đã từng gian dối, con đã từng lừa dối, con đã từng không thành thật. Chúa ơi, tha thứ cho con. Tài chánh của con đổ bể bây giờ là bởi vì con làm ăn không chân chính trước mặt Ngài. Chúa ơi, Ngài biết mọi điều. Hãy tha thứ cho những sự ngu dại của con, hãy tha thứ cho sự thiếu hiểu biết của con. Anh em hãy nói đi ạ. Rất thành thật trước mặt Ngài. Chúa ơi, con quyết định sửa đổi hôm nay, con quyết định thay đổi đường lối của con hôm nay, con quyết định kính sợ Ngài để sống trong lễ đạo của Ngài hôm nay. Lạy Chúa, anh em hãy cầu nguyện ra trong danh Giêsu quyền năng, trong danh Giêsu quyền năng, trong danh Giêsu quyền năng, trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ô, tôi kêu sự thương xót của Đức Chúa Trời đến giờ này, tôi kêu sự thương xót của Chúa Giêsu đến trên hội chúng giờ này, tôi kêu sự thương xót của Chúa Giêsu đến trên hội chúng giờ này, và tôi kêu quyền năng của sự chữa lành đến trên hội chúng giờ này. Tôi đặt quyền năng của sự giải cứu đến trên mỗi một anh chị em đang đứng đây giờ này. Nhân danh của Chúa Giêsu, nhân danh của Chúa Giêsu, nhân danh của Chúa Giêsu, ta ra lệnh cho tất cả những con quỷ nào đang hành động trong mắt, trong miệng, trong tay, đang hành động trong tài chánh, trong gia đình, đang hành động trên cuộc đời của những anh chị em đang đứng ở nơi này, đủ rồi Satan, thời gian của mày đã chấm dứt rồi Satan, tất cả mày đã hết hạn rồi Satan, ta ra lệnh mày rời đi giờ này, ta ra lệnh mày rời đi giờ này. Bởi quyền năng Chúa Giêsu, hãy rời đi giờ này. Mọi con quỷ phải rời đi giờ này. Mọi tà linh phải rời đi giờ này. Mọi quyền lực tối tăm phải đi giờ này. Mọi điều hành hạ trong quá khứ phải đi giờ này. Mọi linh cay đắng phải đi giờ này. Mọi linh tổn thương phải đi giờ này. Mọi linh tà thuật phải đi giờ này. Mọi linh đói nghèo giới hạn phải đi giờ này. Mọi tà linh bệnh tật phải đi giờ này. Những tà linh ác mộng phải đi giờ này. Tà linh có sự rủa xả tổ tông phải đi giờ này. Tà linh có sự nghiện ngập phải đi giờ này. Tà linh có sự dâm mô phải đi giờ này. Đi ra, đi ra, đi ra. Out, 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 out. Holy Ghost fire. Anh em hãy cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện, cầu nguyện.
cầu nguyện mọi người hãy đá Satan ra khỏi cuộc đời của mình. Anh em hãy nói rằng ta không chấp nhận mày, ta không chào đón mày, ta không chấp nhận mày, ta không chào đón mày. Hãy rời đi, rời đi. Linh bệnh tật hãy đi, linh ô uế hãy đi, linh tà thuật hãy đi, linh rủa xả hãy đi, linh nghèo đói giới hạn hãy đi. Những tà linh đang trói buộc giới hạn đời sống ta hãy đi. Đi, 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 đi. Tất cả hãy rời, rời. Tà linh ruồng bỏ hãy đi, tà linh nóng giận hãy đi. Tất cả mọi quyền lực hãy đi. Rơi, rơi, rơi. Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Lửa, 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 lửa thánh linh, 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 lửa thánh linh. Holy Ghost fire, lửa thánh linh, lửa lên cho em, lửa đi, lửa đi. Tôi nói cho em phải xử lý tận gốc rễ vấn đề của mình. Xử lý tận gốc rễ vấn đề của mình trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Tiếp tục đi nào, tiếp tục nào, tiếp tục đi nào, tiếp tục đi nào, tiếp tục đi nào. Ta ra lệnh tất cả những quyền lực của Satan đang hành động trong mắt, trong tay, trong tay chân, trong tâm trí, trong tấm lòng, trong thân thể của những người đang đứng ở phía dưới này, ta ra lệnh mày Satan hãy rời đi. Rời, rời. Trong danh Chúa Giêsu. Tôi đang cảm nhận có một áp lực ở đây. Có một cuộc chiến đang xảy ra ở đây. Anh em ơi, hãy đầu phục Đức Chúa Trời chống trả ma quỷ giờ này. Nó sẽ rơi khỏi đời sống anh em một lần và vĩnh viễn. Bất cứ cuộc chiến nào cũng phải có nỗ lực hết á. Kể cả cuộc chiến tâm linh, chúng ta nỗ lực bởi đức tin. Chúng ta nỗ lực bởi vì chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Tôi nhắc lại một lần nữa, anh chị em nếu không có những vấn đề của đời sống mình thì anh chị em không tìm kiếm quyền năng của Đức Chúa Trời. Anh chị em đang có những vấn đề cần phải được giải quyết. Tôi đứng đây nói là để giúp đỡ những năng đề của anh chị em thôi. Anh chị em cần phải trình điều đó ra và hết cả linh hồn giờ này phục Đức Chúa Trời, chống trả lại Satan. Nói như tiên tri TB Joshua nói, đằng sau mọi điều ác đều có bàn tay của Satan. Và chúng ta có danh của Chúa Giêsu để xử lý nó hôm nay dứt điểm. Tôi công bố giải phóng bầu không khí tại nơi này. Trong danh Giêsu, Chúa Giêsu làm Chúa ở nơi đây. Thánh Linh làm Chúa ở nơi đây. Mọi quyền lực của Satan phải rời đi. Ta ra lệnh phải rời đi. Mọi quyền lực phải rời đi. Quyền lực đói nghèo phải rời đi. Quyền lực bệnh tật phải rời đi. Quyền lực của sự tổn thương cay đắng phải rời đi. Quyền lực của sự đau khổ trong quá khứ phải rời đi. Quyền lực của sự xung đột phải rời đi. Tất cả lời nguyền, lời rủa xả của tà thuật bùa chú phải rời đi. Nó bẻ gãy quyền lực của tất cả lời rủa xả nơi này. Con cái Chúa phải được tự do. Tự do. Tự do. Tự do. Tôi đặt một thân chữa lành trên anh em giờ này. Oh hallelujah. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Bây giờ tất cả những ai đau yếu bệnh tật trong thân thể đặt tay vào chỗ đau của mình. Tôi nói anh chị em, phép lạ bắt đầu xảy ra giờ này. Khi con quỷ nó rời đi, sự chữa lành là tất nhiên. Sự chữa lành là tất nhiên. Họ hào, đặt tay vào. Rồi nhắm mắt lại anh chị em, nhắm mắt lại, đặt tay nhắm mắt lại. Anh em đừng có để ý điều gì khác. Tâm trí anh em hãy tập trung vào Chúa và tập trung vào cái sự chuyển động trong chỗ đau của mình nha. Dù anh em đau ở chân, đau ở gan, đau ở thận, đau ở khớp xương, anh em hãy thấy bắt đầu Chúa làm gì đó trên thân thể của mình và hãy tôn vinh Chúa với đầy dẫy đức tin. Anh em đau đầu đặt tay lên đầu, đau mắt đặt tay bằng mắt, bắt đầu tôi cầu nguyện. Anh em trên mạng cũng vậy. Rồi nhắm mắt lại, nhắm mắt lại, đừng có im lặng, đừng có quấy rối trật tự lúc này. Im lặng hướng lòng về Chúa, tập trung vào thân thể của bệnh tật của mình. Tôi cầu nguyện nha. Chúa thánh linh ơi, con biết Ngài đang hiện diện ở đây và Ngài có quyền năng để chữa lành trong danh Chúa Giêsu. Con cầu nguyện Đức Thánh Linh hãy đến trên từng thân thể đang đứng ở đây. Ô Đức Thánh Linh ơi, Ngài đến và Ngài khai phóng năng quyền vào chỗ đau của anh chị em con. Đến Chúa, đến,
đến giờ này, đến trên đầu của họ Chúa, đến trên chân của họ Chúa, đến trên khớp gối của họ, đến trên gan, trên thận, trên bao tử, trên tim mạch của họ, đến trên hệ thống xoang, hệ thống tuần hoàn hô hấp của họ. Thánh Linh ơi, hãy đến. Đến. Tôi khai phóng trong danh Chúa Giêsu quyền năng của sự chữa lành trên thân thể anh chị em giờ này. Hãy nhận. 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 Nhận sự chữa lành. Phục hồi. Mắt phải được phục hồi. Tai điếc phải được phục hồi. Mắt mờ phải được phục hồi. Tim mạch hư phải được phục hồi. Thận hư phải được phục hồi. Gan hư phải được phục hồi. Bao tử hư phải được phục hồi. Xương khớp hư phải được phục hồi. Toàn bộ hệ thống nội tạng của anh chị em, nơi nào hư tổn được phục hồi trong danh Chúa Giêsu. Nhận. 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 Đón nhận. Có một sự chuyển động trong thân thể của anh chị em. Một sự chuyển động trong thân thể của anh chị em. Một sự chuyển động trên thân thể anh chị em trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Cảm ơn Chúa. Một sự tươi mới thêm sức trên thân thể mọi người đang đau yếu ở nơi này. Hãy lành đi trong danh Giêsu. Trong danh Giêsu, ta ra lệnh hãy lành. Ta ra lệnh những cái vết sụn ở trong xương phải được phục hồi. Ta ra lệnh cho màng nhầy ở những khớp xương bị khô phải được phục hồi. Ta ra lệnh cho những năng thận bị hư không lọc được máu phải được phục hồi. Ta ra lệnh cho chức năng gan phải được phục hồi. Ta ra lệnh cho chức năng của bao tử phải được phục hồi. Ta ra lệnh cho máu phải lưu thông và sạch ở trong cơ thể của họ giờ này. Ta ra lệnh cho tim phải được phục hồi. Ta ra lệnh cho hệ thống thần kinh phải được phục hồi. Ta ra lệnh cho mọi mạch máu ở trên thần kinh phải được phục hồi. Ta ra lệnh cho tất cả những gì gây lên đau đầu, tiền đình, đau nửa đau phải được biến mất giờ này. Ta ra lệnh cho tất cả những chứng đau và bị viêm nhiễm theo mùa phải được tiêu hủy đi giờ này. Ta ra lệnh cho những chứng đau tai, mũi họng, viêm xoang phải được chữa lành giờ này. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng, hãy lành đi. Lành. Lành. Ta ra lệnh cho bệnh tiểu đường phải biến mất đi. Ta ra lệnh cho bệnh cao huyết áp phải biến mất đi. Ta ra lệnh cho tất cả mọi thứ gì lây hại cho những thân thể các thánh đồ ở đây phải rời đi. Rời. Rời. Vĩnh viễn rời trong danh quyền năng của Chúa Giêsu. Cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Anh em hãy bắt đầu cảm nhận sự chuyển động trong thân thể của mình. Một sự chuyển động từ trước đến nay chưa bao giờ cảm nhận được. Có thể bao tử ruột anh em bắt đầu sôi lên, không ạ? Gan anh em cho nóng lên ngay chỗ đó. Xương khớp anh em bắt đầu chuyển động. Mắt đầu tự nhiên nó nhẹ đi. Tất cả mọi thứ đó, nếu anh em nhận dấu hiệu đó, hãy cảm tạ Chúa. Hãy nói với Chúa: Chúa ơi, con nhận sự chữa lành. Con cảm ơn Ngài Chúa ơi, vì Ngài đến chữa lành con, giải phóng con. Con ngợi khen Ngài thật nhiều. Cảm ơn Ngài thật nhiều. Ngợi khen Chúa thật nhiều vì những điều đó anh chị em. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Wow, Chúa đang chữa lành. Chữa lành đau vai gáy được chữa lành. Thoát vị đĩa đệm được chữa lành. Wow, chân đứng lên ngồi xuống khó được chữa lành. Tê tay tê chân được chữa lành. Tất cả mọi vấn đề đã phải rời khỏi những thân thể anh chị em. Cảm ơn Ngài Chúa. Cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Và bây giờ điều vô cùng quan trọng mà tôi muốn nói với anh chị em. Anh chị em phải được tái đổ đầy thần linh của Đức Chúa Trời. Roma chương 8 câu 11 chép rằng: và nếu Thánh Linh của Đấng khiến cho Đức Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết ở trong anh em, thì chắc chắn Ngài sẽ làm cho sống lại thân thể hay chết của anh em. Cái thân thể mòn mỏi của anh em được phục hồi nhờ đâu? Nhờ Thánh Linh sự sống. Nào, hãy sẵn sàng đón nhận sự tái đổ đầy của Thánh Linh Chúa nha. Cảm ơn Ngài Chúa. Bây giờ con cầu nguyện. Cha ơi, Ngài yêu dân sự của Ngài. Và Ngài hứa trong Luca chương 11 rằng: lẽ nào Cha không ban Thánh Linh cho ai cầu xin Ngài? Wow, con đang thấy Ngài sẵn lòng tái đổ đầy Thánh Linh cho dân sự của Chúa mỗi buổi nhóm. Con thật vui mừng được đứng ở đây cầu nguyện cho tất cả các ông bà anh chị em con. Đức Chúa Trời ơi, Thánh Linh ơi, hãy đến giờ này một cách đầy dẫy trên anh chị em con. Đến. Đến. Đổ đầy đến cho em. Nhận. Tất cả được đầy. Wow, tôi đang thấy nước đang rót xuống.
nước đang rót xuống, đổ đầy, từng chiếc bình này được đổ đầy, tràn ngập đi, tràn nữa, tôi đang thấy nước đang rót xuống, nước, rất nhiều vòi nước đang rót xuống, không phải một vòi, rất nhiều vòi nước đang rót xuống, đổ đầy, nhất định phải đầy, đây, rất nhiều vòi nước, tôi nhìn thấy hàng trăm vòi nước đang trút xuống, và hình ảnh nước đang chảy xuống trên hội chúng của Ngài, đó là linh của sự sống, hãy mở miệng mình ra và nói, Chúa ơi con nhận, con đang đầy thánh linh, con đang nhận, Hallelujah. Wow. Sự sống Ngài hãy tuôn tràn trên mỗi dân sự của Ngài. Tuôn tràn. Linh của an ủi đến trên anh em. Linh của mặc khải đến trên anh em. Linh của tiên tri đến trên anh em. Linh của giáo sư đến trên anh em. Linh sự sống đến trên anh em. Linh của sự thông sáng đến trên anh em. Linh của tri thức đến trên anh em. Linh của mạnh sức đến trên anh em. Linh kính sợ Đức Chúa Trời đến trên anh em. Bảy vị thần của Đức Giê-hô-va đến trên anh em. Đổ đầy, đầy tràn trên dân sự của Ngài. Con cảm ơn Ngài, lạy Chúa. Wow, hallelujah. Anh em biết không, khi linh sự sống đến, phép lạ bắt đầu xảy ra. Khi linh sự sống đến, phép lạ bắt đầu xảy ra. Sự tự do bắt đầu xảy ra. Sự giải phóng bắt đầu xảy ra. Ôi, sự khích lệ bắt đầu xảy ra. Sự nâng đỡ bắt đầu xảy ra. Tôi nói trong danh Chúa Giê-xu quyền năng, anh em không còn như cũ nữa. Con cảm ơn Ngài, Chúa ơi. Con ngợi khen danh của Ngài. Ngợi khen danh của Ngài. Lạy Chúa, con khao khát. Lạy Chúa, con khao khát Ngài bằng hết cả tháng này. Giê-xu ơi, xin Ngài nhận lấy, xin ban cho con Thánh Linh Ngài, xin ban cho con thần của Chúa, xin ban cho con Thánh Linh Ngài, xin đổ đầy, Chúa ơi, con cầu xin. Lạy Chúa, con khao khát Ngài bằng trái tim tràn đầy, để con đây dâng tròn lên Ngài. Lạy Chúa, con khao khát Ngài bằng hết cả hôm nay. Giê-xu ơi, xin Ngài nhận lấy, xin ban cho con Thánh Linh Ngài, xin ban cho con thần của Chúa, xin ban cho con Thánh Linh Ngài. Xin đổ đầy, Chúa ơi, con cầu xin. Hallelujah. Xin ban cho con. Xin ban cho con Thánh Linh Ngài. Xin ban cho con thần của Chúa.
xin ban cho con thánh linh ngài, xin đỡ đây Chúa ơi con cầu xin ban cho con, xin ban cho con thánh linh ngài, xin ban cho con hân của Chúa, xin ban cho con thánh linh ngài, xin đỡ đây Chúa ơi con cầu xin đỡ đây, xin đỡ đây Chúa ơi con cầu xin đỡ đây, xin ơi Chúa ơi con cầu xin. Chúa ơi hãy thăm viếng hội thánh ngài, tiếp tục bày tỏ ngài cho hội thánh ngài. Con tạ ơn ngài Chúa. Giờ này tôi sẽ nói cho anh chị em nghe một lời của Chúa, cho tôi thấy hình ảnh của người. Không biết là có đứng trong hội trường này không, cái người đó có cái hình xăm đằng sau lưng, có một cái hình xăm đằng sau lưng, không ai thấy hết á, không à, nhưng Chúa thấy. Và bởi cái hình xăm này, người đó rất là nóng tính và thích tốc độ. Tôi thấy hình ảnh đó, người đó ngồi trên mô tô và phi với tốc độ cực kỳ nhanh. Và Chúa muốn giải phóng người đó buổi sáng hôm nay. Có thể người đó đang nghe trên live stream, họ đang đứng trong hội trường này. Tôi nhân danh Chúa Giêsu, tôi hủy phá quyền lực của hình xăm đó ngay bây giờ. Tôi công bố sự tự do cho con người này. Tất cả những quyền lực của Satan phải rời khỏi hình xăm đó giờ này. Đi ra khỏi họ. Trong danh Chúa Giêsu quyền năng hãy tự do. Tự do. Tự do. Khi tôi nói xong điều này thì hình ảnh đó biến mất. Cảm ơn Chúa. Tự do hoàn toàn. Cảm ơn ngài Chúa. Hallelujah. Ôi khen Chúa. Ôi khen Chúa. Đức Thánh Linh ơi, hãy đến và tiếp tục khải thị cho con cái của ngài. Hãy đến và nói cho con cái của ngài biết, Chúa ơi, họ phải đi đâu, họ phải làm gì, họ phải quyết định như thế nào. Chúa Thánh Linh ơi, con tin ngài là thần chân lý được gọi đến. Không có ngài, chúng con không biết lối đi. Một lần nữa, Thánh Linh yêu quý, hãy rải ơn của ngài trên dân sự của Chúa. Tôi cầu nguyện cho anh chị em được ơn của Chúa. Kinh Thánh trong Cô-rinh-tô nhất chương 12 chép rằng ngài ban ơn cho mỗi một người theo lợi ích chung. Anh chị em chắc chắn phải nhận được ơn của Đức Thánh Linh. Người có lời tri thức, người có lời khôn ngoan, người có ơn phân biệt các linh, người có ơn tiên tri, người có ơn mặc khải, người có ơn làm đức tin, người có ơn làm phép lạ, người có ơn chữa bệnh, người có ơn nói tiếng lạ và thông giải tiếng lạ. Đức Chúa Trời ơi, ngay bây giờ ngài biết lòng người. Con cầu nguyện Chúa, con cầu nguyện căn cứ theo lời của ngài trong Ê-phê-sô chương 4, ngài lên các nơi cao và ngài rải ơn của ngài xuống. Anh chị em hãy đưa tay với một hành động đức tin để đón nhận giờ này. Đón nhận giờ này. Nếu chúng ta không cầu nguyện thì làm sao mà chúng ta lại có được, phải anh chị em? Mọi điều mình có là bởi cầu xin. Ngài là nguồn mọi ơn. Chúa ơi, đây là những cánh tay khao khát ơn của ngài. Chúa ơi, hãy rải ơn ngài xuống trên dân sự của ngài. Đón nhận anh chị em. Tôi khai phóng ra. Tôi đón nhận. Đón nhận. Tôi nói lời tiên tri ở đây. Ơn tri thức phải rải đầy hội thánh ngài. Ơn không ngon phải rải đầy hội thánh ngài. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ơn phân biệt các linh hãy rải đầy hội thánh ngài. Hãy đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ơn chữa bệnh phải rải đầy hội thánh ngài. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ơn làm phép lạ phải có trong hội thánh ngài. Đón nhận trong danh Chúa Giêsu quyền năng. Ơn nói tiên tri thông giải tiếng lạ, nói tiếng lạ phải có trong hội thánh ngài. Hãy nhận, hãy nhận, hãy nhận, hãy nhận. Ơn đức tin hãy nhận, hãy nhận.
Thánh nhân, mọi người nhận nào, nữa, thân thể ngài đang ở đây, thánh linh ngài đang ở đây, hãy mở đức tin lên trên, nhận nào, receive it, đón nhận nào, nhận nào, Chúa ơi, hãy làm đây hội thánh ngày hôm của ngài. Hãy làm đây dân sự ngày ơn của ngài, con cầu xin Chúa ơi, đây là sức mạnh của hội thánh ngài, đây là sức mạnh quyền năng của hội thánh ngài, rải ra đây, đây, không nói sự sức dâu này phải tuân thủ dân sự ngài, không thiếu một ơn nào, như hội thánh Corinto Chúa ơi, họ không thiếu một ơn nào, khiến cho danh của ngài được tôn ra khắp đất này, khiến danh ngài được tôn trọng khắp đất này, Chúa ơi. Không phải chỉ một vài người được ơn Chúa ơi, mà toàn bộ dân tộc Chúa Trời được ơn. Amen. Ôi Chúa ơi, con ước ao điều này. Cha ơi, trong danh Chúa quyền năng, đổ đầy sức dầu. Con nói cho em được sức dầu mới trong cuộc sống này. Con nói lời tiên tri rằng dầu sẽ đổ xuống trên em giờ này. Đổ xuống, dân sự của ngài. Đổ xuống, dân sự của ngài. Cảm ơn ngài Chúa. Cảm ơn ngài. Chào các bạn đến với mục vụ cầu nguyện giải cứu chữa lành và làm chứng Chúa giải cứu làm phép lạ trên đời sống mình.